Anh Chí, em nghe nói đây là hết cấp xong là tặng cái nón phải không? Gì ba? Đúng rồi. Vẫn chơi thôi chứ đi hết cấp đẹp mà mới cắm đầu vô đây chứ. Ai, tính ra là tụi mình hết cấp đây 5 năm rồi đó. Gì? 5 năm hả? 5 năm rồi. Ê anh Chí ơi. Mất giờ ai mày ăn lớn kêu mày ghê mày. À anh Chí ơi. Sao mà nội thì nhỏ mới học xong lớn cái ai rồi vậy? Dạ anh Chí ơi. Dạ rồi, dạ rồi. Tôi nói đúng mà. Anh quýnh người ta chi vậy? Quýnh cái gì? Dạ anh Chí ơi, hồi đó anh nói với em hớt tóc ở đây 5 năm là tặng hình xăm đúng không chứ? Có luôn hả? Có, lớn mình đứa là giữ lợi nha, tặng hình xăm á. Qua cái gì đây, hớt tóc 5 năm được tặng hình xăm hả? Tặng hình xăm. Ê, cô ơi, mày hớt tóc. Ê, cái gì? Tóc đi, thằng Phương. Ông lớn tôi nói đúng rồi. Chị tự. Ê Phương, giờ em cắm đầu đây hớt tóc 5 năm đi rồi hình xăm đó đi anh thử cho. Ông tính xăm gì? Đây nè, nhờ anh Chí xăm trái bí đao đây nè. Để chi vậy? Để người ta chỉ giúp. Ô, xăm bí đao. Xăm vừa phải thôi. Tôi là tôi hết 5 năm tôi mới tặng hình xăm. Ông hết đây 5 năm thì ông được tặng. Đừng cãi nhau để anh tặng mỗi đứa 2 hình xăm. Ồ, trời ơi, tự nhiên tặng 2 hình xăm luôn hả? Trời trời lớn rồi, tự nhiên tặng 2 hình chi hả? Để mấy đứa hết đây 10 năm. Trời ơi, đúng rồi. Ông vụ mình hết 10 năm. Gãi lâu, im im, gãi lâu. Thường mày nói nhiều lắm mà, sau này nó ít cái gì? Ừ. Đâu có, tại ứng trước của anh Chí 3 hình rồi. Bà ơi. Thì ông đây 15 năm luôn hả? Cắm đầu 15 năm ở đây nè. Ôi, mày cắt. Ôi, ông nào, ông nào. Ủa mày đưa hết đâu hả? Wow. Trời ơi, trời ơi. Cái ông ở đây từ nhỏ luôn hả? Trời ơi. Xăm ở đây, wow. Trời ơi, tao giang hồ. Bập ba, vỗ móng tay bập ba. Trời ơi, trời ơi. Giang hồ bị bóng má ơi. Giang hồ bóng đi ông nội. Thôi cắt lẹ đi, đi lên cho mình. Ở tiệm này éo le tình đời quá.